Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Vâng, hôm nay là ngày cuối tuần, Thiên Định xin chúc cô chú anh chị chúng ta có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình được không ạ? Hôm nay cô chú anh chị nào vẫn phải đi làm như Thiên Định không ạ? Vâng, video đây Thiên Định xin phép được giới thiệu với toàn thể cô chú anh chị chúng ta một căn biệt thự đơn lập góc tại đảo Ngọc Trai, view sông 295m2 và đang có giá vô cùng hợp lý, giá rẻ bất ngờ luôn cô chú anh chị ạ. Góc hai mặt tiền nha cô chú anh chị nhá. Đây, Thiên Định sẽ quay cái đường luôn cho cô chú anh chị xem. Đấy, đường rất là rộng luôn, và phía bên đây chính là vườn hoa, phía bên đối diện chính là vườn hoa và sông rất là rộng, đường dạo bộ ven ven sông. Vườn hoa Thiên Định sẽ đi ra rửa vườn hoa và ra sông luôn cho cô chú anh chị thấy được cái sông của khu này nó rộng và nó đẹp như thế nào luôn. Đây, một căn biệt thự đơn lập góc cực kỳ tuyệt vời, rất đẹp, 295m2, hai mặt tiền nha cô chú chị nhá, và nó có giá vô cùng hợp lý luôn. Vâng, bây giờ Thiên Định sẽ ra quay cái sông để cho cô chị đứng giữa vườn hoa luôn để quay luôn, cô chú anh chị thấy được cái vị trí của căn biệt thự này nó đẹp như nào luôn. Đấy, Thiên Định phải lội đất đây nha cô chú anh chị nhá. Thiên Định phải lội đất luôn, trời nắng luôn. Đấy, không kể đây cô chú anh chị nhìn này, cái vườn hoa nó cực kỳ rộng luôn. Và đây chính là căn biệt thự đây, rất là đẹp. Đây, sông đây cô chú anh chị, Thiên Định quay luôn sông cho cô chú anh chị xem. Sông ở đây không, nó phải thành hồ luôn rồi chứ không phải sông, nó tại vì nó rộng quá rộng này. Đây cô chú chị nhìn thấy không, sông cực kỳ lớn luôn. Cô chú anh chị nhìn cái khoảng đất từ sông mà sang đến vườn hoa này, nó cực kỳ rộng mà nó rất là thoáng. Đây, Thiên Định quay luôn. Trời đang rất là nắng nha cô chú chị nhá, nhưng mà Thiên Định vẫn gọi là ra quay thực tế luôn cho cô chú chị xem từ A đến Z luôn, chi tiết luôn để cô chú chị thấy được cái vị trí đẹp như nào luôn. Một căn biệt thự vườn hoa này, view vườn hoa này, view sông này, lại còn đơn lập góc, và đang giá với giá không phải hấp dẫn mà quá hấp dẫn luôn. Thiên Định đọc giá ra chắc chắn cô chú anh chị sẽ giật mình luôn. Một căn biệt thự góc 295m, cô chú chị thấy không, 295m mà giá của nó quá rẻ, mà sông như này đây. Đây, Thiên Định chia sẻ luôn là đây, những cái đây cô chú anh chị thấy là có những cái, đây là những cái cây đèn buổi buổi tối là sẽ chiếu sáng này, rồi có những cái dụng cụ tập thể dục thể thao ở vườn hoa này này. Đấy, rồi trồng hoa này, rồi có cả sân vui chơi giải trí ở đây này. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Và căn biệt thự của nó đây, một căn biệt thự góc đơn lập đồ sộ luôn, 295m. Đấy, mặt tiền nó loanh quanh đâu đó tầm khoảng 23 mét, hai mặt tiền, hai góc. Đây, và cái sông của nó đây, cô chú anh chị thấy, chúng ta có thấy có miên man không ạ? Sông rất là đẹp. Đấy, ui ôi, cái lòng sông của nó thì thôi rồi luôn, ra đây gọi là sông này là bằng 1/4 hồ rồi, bằng 1/4 hồ, cái chiều ngang của hồ Harmony rồi. Những cái khu như khu đảo Ngọc Trai như thế này ấy, những cái căn đơn lập cô chú anh chị thử đếm nhầm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 căn, chỉ có 12 căn đơn lập thôi nhé cô chú anh chị nhá. Và căn này đang có giá rất là rẻ luôn, rẻ nhất trong tất cả các căn luôn, và chủ nhà đang cực kỳ cần bán. Thiên Định công bố giá công khai luôn, giá căn này đang có giá là 24 tỷ bao phí toàn bộ cho cô chú anh chị luôn. Một căn biệt thự 295m, view hồ, view vườn hoa, sông rộng mênh mông, đơn lập góc, và đang có giá là 24 tỷ bao phí toàn bộ luôn. Cô chú chị thấy có giật mình không ạ? Một căn biệt thự mà Thiên Định đọc ra giá đúng là quá giật mình luôn. Đây, vườn hoa đây, cô chú chị thấy không, đường dạo bộ quanh sông, quanh vườn hoa. Đây là những cái khu tiện ích mà hầu như là
để những cái căn biệt thự bên trong đi ra nó cũng là cách xa rồi, nó không còn thoáng nữa rồi. Nhưng mà đây là một căn đơn lập góc. Đấy, cô chú chị thấy không ạ? Một căn đơn lập góc 295 m, và diện tích đất của nó loanh quanh diện tích xây dựng của nó loanh quanh đâu đó một sàn của nó đã rơi tầm khoảng 130 m, 140 m một sàn. Đấy, thì định sẽ quay xung quanh để cô chú anh chị chúng ta thấy được cái vị trí của nó. Rồi sau đấy thì định quay vào trong để cô chú anh chị chúng ta thấy được cái chi tiết nhá. Đây, thì định sẽ quay bên hông luôn để cô chú anh chị chúng ta thấy xem được luôn. Đây, cái hông của nó đây cô chú anh chị nhìn này. Hông cực kỳ lớn luôn. Một căn biệt thự đồ sộ luôn. Góc đồ sộ luôn. Bên xung quanh còn đang rất là rộng luôn. Đấy, cô chú chị nhìn thấy không? Và đây chính là mặt trước của nó đây. Rất là thoáng luôn cô chú chị ạ. Cực kỳ thoáng luôn. Cô chú chị nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại 0907459550 nhá. Đây. Quá là tuyệt vời, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú chị nha.